Cô Trang xin chào tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, họ và tên đầy đủ của cô là Nguyễn Hà Trang. Hiện tại, cô đang công tác tại trường dân lập của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội và rất vinh dự đã được trở thành giáo viên của Tuyển sinh 247 một trang web trực tuyến cung cấp rất nhiều những kiến thức và khóa học bổ ích lý thú cho học sinh việt nam đến với khóa học này các con không những được tìm hiểu kiến thức mà còn được sáng tạo với những kiến thức bên cạnh đó chúng ta sẽ được tiếp cận với phương pháp dạy học thú vị sáng tạo qua trò chơi học tập qua sơ đồ tư duy chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều những trò chơi học tập giúp chúng ta dễ dàng ghi nhớ được kiến thức hơn. Sơ đồ tư duy giúp chúng mình hình dung những bài học trở nên khoa học hơn. Câu nói yêu thích của cô Không thể trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng, cũng như không thể dạy trẻ với một chút ít sự nhiệt tình. Cây ở nơi thiếu ánh sáng thì sẽ không thể phát triển xanh tốt được, cũng giống như các con. Khi chúng ta đến với khóa học của cô, được học với cô là chúng mình đã có một cái riêng và cô mong rằng chúng ta sẽ cảm nhận được sự khoa học trong các bài giảng, sự nhiệt tình trong cách giảng dạy. Mong muốn được lan tỏa những bài học thú vị và bổ ích đến với các con là mục tiêu của cô. Cô rất vui và vinh dự khi được đồng hành cùng chúng ta trong khóa tiếng Việt lớp 4, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hẹn gặp lại các con trong khóa học này. Xin chào